Nay tôi được một người bạn giới thiệu tựa game Play Together và tôi chọn tại phòng khách. Thì lần đầu tiên vào thì mình còn hơi lạ lẫm cho nên mình cũng hơi bỡ ngỡ, và từ đâu đó xuất hiện ra một anh chàng đầu tóc trắng ngồi bấm điện thoại. Và anh ta nói là: "Ôi, bạn đến rồi đó à. Xin chào bạn, tôi đã đợi bạn." Và anh ta kêu mình tạo một cái nhân vật các bạn. Và trong đây thì mình cũng không biết chọn nhân vật nào cho nên mình chọn đại một nhân vật lùn các bạn ơi. Và mình đặt một cái tên nó cũng không có liên quan, nó tên là con gà. Và mình cái đặt tên không được cho nên mình đổi thành 123 thành 321. Thì lúc này nó hiện lên một cái bức ảnh làm cho tôi thấy rất chi là vui vẻ các bạn, và mình thấy cũng khá là vui nữa, chứ lại cũng khá là đẹp nữa các bạn. Và từ lúc này nó hiện lên một dòng chữ Play Together đấy, một màu đỏ khá là tươi luôn. Và từ lúc này và hiện tại là không biết mình đang ở đâu, hình như là mình đang ở thành phố cho nên thành phố nó mới to như thế này. Vâng, và đây là tôi các bạn đấy, trời ơi. Và hiện là quản lý rồi kêu tôi làm nhiệm vụ. Thì lúc này thì có một cái thông báo nhiệm vụ là đến gặp nữ hoàng thông tin, cho nên là tôi không biết chơi cho nên là tôi cứ đi theo cái đường dẫn của game các bạn. Thì lúc này thì cô nữ hoàng đưa cho mình một cái nhiệm vụ gì đó, chắc mà nghĩ là game nào thì cũng phải có nhiệm vụ các bạn. Và mình bấm vào phần nhiệm vụ thì nó kêu mình là tìm được, mình bấm theo cái mũi tên của nó nha mọi người, cho mình cũng không biết chơi các bạn. Cuối cùng thì mình cũng tới, đi cũng khá là mệt các bạn ơi. Và mình nhận được một phần quà thưởng gì đấy, nó cũng có số 100 các bạn, rồi mình đã nhận thưởng. Vâng, và lúc này thì nó hiện lên một cái đăng nhập hàng ngày và mình đã nhận thưởng. Wow, và mình đã nhận được cái đồ kẹp tóc màu xanh quy, mình đã nhận được rất là vui các bạn ơi. Và nó hiện lên một cái thông tin người mỗi tên chỉ vô cái anh này các bạn, và mình đã bấm vào và mình đã nhận được một cái gì đó hình như là cái pizza các bạn. Và mình sẽ đi theo mũi tên các bạn chứ mình đâu biết chờ các bạn à. Và tới lúc này thì mình thấy hai anh chàng này các bạn ơi, hai anh chàng đang chụp ảnh thì mình vô mình đứng dây chụp ké. Mẹ thằng này đâu ra chui trời, thôi đi vô khác chụp mày ơi. Ok mày. Nhưng mà hai anh chàng này có cảm giác như là hơi xa lạ với mình các bạn ơi. Lúc này thì mình cũng hơi khó hiểu cho nên là mình vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ. Lúc này thì mình tưởng mình làm được một cái nhiệm vụ đó lớn lắm cho nên mình cũng thấy khá là vui, nhưng mà mình nhìn lại thì cũng khá là bình thường, và mình nhận được 50 tiền sao. Thì lúc nãy mình có nhận một cái trang bị gì đấy các bạn, cho nên mình bấm một phần điện thoại để trang bị cái món đồ hồi nãy mình đã nhận các bạn ơi. Và sau khi mình mặc xong mình ra ngoài mình nhìn mình, ui ui, mình tưởng mình là pro, mình tưởng mình là xịn sò như cái đám hero đấy. Ai, và rồi đã nhận được phần quà những linh tinh đã xong rồi, và mình bấm vào phần nhiệm vụ. Rồi mình tham gia một cái gì đấy, hình như là cái tên là tiệc trò chơi. Mình cũng không thấy nó lẹ lẹ cho nên mình bấm vào chơi luôn các bạn. Ok. Và mình vô được cái map trò chơi, hình như là cái map này là map sa mạc các bạn. Và hiện tất nhiên là lần đầu tiên chơi, tất nhiên là mình rất chia là dở và ghê các bạn. Giống như cái tên tôi luôn á, con ghẻ bạn ơi. Và tôi nhảy nè bạn ơi, đấy, nhảy đâu không nhảy, nhảy vô trong, nhảy ra hoài các bạn ạ. À. Sau bao nhiêu lần té thì mình cũng gần tới nơi các bạn ơi. Nhưng mà rất là lạng bạn, lần đầu tiên chơi mà cho nên là mình cũng đấy, lại té nữa rồi các bạn ơi. Rồi xong rồi, không biết có lên được hay không đây, máy nó hơi khó khăn các bạn. Ok, gần tới nơi rồi các bạn ơi. Lần này cố gắng qua nè. Ui, thôi từ từ từ. Phút này mình qua được rồi, từ từ thôi. Nói chung là cũng hơi bỡ ngỡ bạn. Rồi, quá. Ok, tức là mình được hạng rồi các bạn ơi. Trời ơi, mệt lắm các bạn. Mình là sang quán mới các bạn. Thì quán vừa rồi thì mình nghĩ là hoàn thành, cho nên mình sang quán mới mình chơi các bạn. Ui, mình cái match này không biết có chơi được không đây. Do lần đầu tiên chơi. Ui, mình lần đầu tiên chơi mình thấy các bạn này đi trước mình luôn. Mình cũng khá là không hiểu tại sao các bạn lại chơi trước mình nè bạn, hay thật sự. Còn mình thì cứ dậm chân tại chỗ bạn, và vẫn sợ té mọi người. Chui, trời trời ơi, xém té, xém té. Ui, trời ơi, vẫn té mà. Vừa nói xong cái té các bạn ơi. Kiểu như này làm sao mà win được đây. Rồi xong luôn, còn 4 giây. Còn 4 giây là sao win đây trời ơi. Rồi xong luôn các bạn, thế là mình thua mọi người ạ. Thì mình sau khi ra này thì sau khi mình chơi xong thì mình thấy nhiều người tụ tập bên này quá, cho nên mình có một bạn gì đấy cũng khá là đầu tóc trắng à, cho nên là mình thấy cái chữ như chào chào, mình chào các bạn này, không biết bạn này có chào lại mình hay không đây. Thì hiện tại mình vẫn chưa thấy cái phản hồi từ bạn ấy các bạn ơi. Thì bạn ấy tên là Ken Kute cái gì đây. Như bạn ấy đã chào được mình rồi nè mọi người. Bạn ấy chào được mình rồi này. Nhưng mà khoan, bây giờ thì mình cũng muốn kết bạn với bạn này các bạn. Đấy, cho nên mình sẽ ghi là kết bạn với mình đi, với đấy. Bây giờ mình sẽ xin kết bạn nha mọi người. Ui, bạn ấy bật chiếc xe lên rồi. Ui, mình không bấm được chiếc xe bạn ơi. Và mình bấm vô cái tên bạn ấy, mình thêm kết bạn các bạn. Không biết các bạn đồng ý hay không đây. Ồ, vậy là đồng ý chưa? Hình như là đồng ý rồi các bạn ơi.
Và mình thấy cái trò này nó cũng có câu kéo các bạn ơi. Và cái nhiệm vụ nó kêu mình là bán 10 tiền sao bằng việc câu cá các bạn ơi. Cho nên mình hiện tại mình có 2.186 tiền sao bạn, cho nên mình vô mình mua, mình chọn ra lần đầu tiên mình chơi mình cũng không biết, cho nên mình chọn cái cần câu nào mà nó mắc nhất mình mua các bạn ơi, đủ số tiền là mình là được. Vâng, và để cần câu đơn giản này và mình bấm không có đủ tiền à, bên này là 2.200, bên này 1.500, cho nên mình mua cái 1.500 các bạn ơi. Xong rồi thì mình sẽ đi câu cá thôi mọi người. Ui mình câu được một con cá nè, trời ơi nó bự quá chừng các bác ơi, trời ơi chắc mình phải đem đi khoe các bạn thôi. Nè nè bạn nhớ bạn thấy gì chưa, trời ơi tôi câu được con cá bự quá trời đất nè. Ô cái thằng này, con cá đó ai mà không câu được cha nội. Trời ơi tưởng gì. Ủa vậy hả, mình tưởng câu khó lắm chưa, ai ngờ là lên dễ. Cảm ơn bạn nha, thôi đi các bạn ơi, quê quá bạn ơi, quê thật sự luôn á. Đi làm nhiệm vụ thôi. Ủa mà khoan mà khoan 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 khoan, cái bảng gì vậy ta. Ui mình có số 1 này, mình đứng hạng 1 hả. Ủa alo. À, không phải. Mình đứng hạng 14 thì phải. À, trong này là trong cái lớp học đúng không nhờ? Thì đúng rồi các bạn ơi. Thì bây giờ mình vô cái lớp học mình học cho mọi người. À, ủa trong đây có nhiều bạn bè quá trời đất nè. Ui. Ê, có bạn da đen kìa, mình lại mình ngồi chung nha. Ô hay, tôi chỉ muốn ngồi chung bạn học cho nó vui thôi. Ok, tại sao là bạn muốn né tôi như thế? Hả? Ờ kìa, tuy là như vậy thôi chứ thiệt ra có người kết bạn với tôi nè. Có người hồi nãy tôi chơi thiệt hay chơi tôi kết bạn được á, đừng có đùa. Các bạn khinh thường vừa vừa thôi. Ừ thế đây đi, trời ơi, một mình ngầu cái bàn này đẻ quá trời đất các bạn ơi. Đấy chợ rộng quá trời quá đất này. Rộng lắm á. Ai... À, ủa mà có bạn này, ui có bạn ngầu chung thế này mà. Ai nó không có bạn, ai nó không có bạn bước ra đây. Trời ơi, ngầu chung học chứ nó vui đâu có đâu căng thế. Tưởng nhà đen muốn làm là ơi hàng máy đi chà. Ừ mà lần đầu tiên chơi tất nhiên là mình cũng không có được hạng cao các bạn ơi, mình được hạng 6 7 luôn, hơi bị xa vời mà thôi, có học là cũng khá là vui mọi người. Lúc này thì tôi học xong rồi thì tôi làm nhiệm vụ tiếp theo. Thì nhiệm vụ tiếp theo này ở trong cabin, nó dẫn đường mình tới trong phần cắm trại nha mọi người. Ui vô trong này mình gặp được rất là nhiều bạn người lạ các bạn ơi. Mình muốn xin chào và kết bạn những người lạ như này. Hello bạn, không biết bạn có kết bạn với mình không? Hình như bạn này treo máy thì sao á. Chắc treo rồi, thôi bye bye bạn. Ui cái gì đây? Hình như là mình thấy một cái lâu đài hay là cái tháp này nè. Tháp đẹp á mọi người. Mình phải vô đây mình... Ui các bạn ở trong chua ra nè, ảo thế. Gì kỳ nhờ. Chắc mình phải vô đi chơi bạn ơi, mình thấy lạ quá mọi người. Vô đi chơi mọi người, lần đầu tiên mình chơi các bạn ơi, cho nên là cũng hơi bỡ ngỡ, bạn thông cảm nha. Ui vô trong này mình thấy nó lạ mọi người, là mình thấy một cái cầu thang gì đấy, hình như cái này có leo lên được này đúng không ta? Mình thấy các bạn này leo lên nè, rồi mình leo lên các bạn, thì mình leo lên nói chung mà mình không biết có hoàn thành được cái trò chơi, hình như đây là một cái trò chơi các bạn. Mình nhảy nói chung là lần đầu tiên mình chơi rất là ghê mọi người. Nó, ui, mình qua được cái đoạn này rồi mọi người ơi. Thì đoạn này nhảy sao ta? Hình như đoạn này mình nhảy lên cục này đúng không ta? Ủa? Cái gì vậy? Ôi mình té rồi thôi sao? Thì lần đầu tiên chơi thì mình một ngày đó mình leo tháp, mình một ngày mình không hoàn thành nổi cái tháp các bạn ạ. Bạn không thể tin được đâu, thì ngày đó mình leo một ngày, mình leo mãi không bao giờ hoàn thành luôn mọi người ạ. Thì nói chung là lúc này nè, đấy, mình nhảy giống như vậy này nè bạn, té mãi thôi. Sang ngày mới rồi, đây là ngày thứ hai mà tôi chơi Play Together và tôi đã có được cái đồ mới không ha. Bắt đầu cảm thấy tôi giàu giàu lên rồi đó. Đừng có đùa, cái gì đây, cái gì đây, cái gì, súng đâu ra thế? Súng ở đâu ra vậy man? Ủa cái gì đấy? Chắc mình phải xin kết bạn rồi mình này. Gia bạn này, gia mình nghĩ là mình đã giàu của bạn cho nên mình có thể là kết bạn được cái này. Rồi mình thêm một người nha, mình thêm các bạn nha. Không biết chấp nhận hay không đây. Ui, chấp nhận này các bạn ơi. Đấy, thế là mình đã giàu rồi nha các bạn. Đấy, giàu là kết bạn ai cũng kết hết nha. Sau bao nhiêu năm tháng thì mình cũng đã trở lại các bạn ơi. Thì đây, đây là tôi, vâng, tôi đang chơi một cái trò chơi ngày xưa mà tôi hay từng dắp té té từ trầu xuống dưới, té 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 liên tục các bạn ơi. Đó thì ngày nay thì tôi cũng đá là chơi khá là ok rồi, khá là phải gọi là chuyên nghiệp rồi mọi người. Rồi hạng hai nhưng mà không sao. Và đây là tháp vô cực của tôi ngày xưa hay từng dắp té té dắp chơi té tùm lum tùm lưa các bạn. Thì ngày nay nói chung mình đã leo tháp khá là ok. Thì qua tháng sau mà mình chơi game cái gì đó em vừa nói xong là té rồi đó. Nhưng mà chỉ là té dạo đầu các bạn ơi, té vui vui thôi chứ thiệt ra mình cũng té nhiều lắm á.
Rồi chủ cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây? À bạn này có vẻ là hay nhờ. Đi bằng mình rồi nè mọi người. Không sao, mình cố gắng có thể là vượt qua bạn này. Cho ngày xưa mà nhảy như này là không có thể. Ngày xưa mà nhảy như này là cái là chỉ có thể là hát thôi các bạn ơi. Rồi khoan, và cái gì đây, cái mát gì đây, và những đường tắt của tôi. Nói chung là đã nhảy em khá là quen thuộc rồi. À, đây là cái bụi sắp hoàn thành rồi. Xa cái sợ à, alo, các bạn này bị gì vậy? Sao đứt cái này hay vậy thế? Bạn này đứa này hay nhỉ. Ui đường tắt các bạn ơi, may quá là không té. Té cái được của té cái cũng hơi bị khóc thét đấy các bạn. Rồi hạng mục của tôi rồi mọi người, hạng mục của tôi đây rồi các bạn ơi. Và tôi đây các bạn ơi, hạng mục rồi các bạn ơi. Ơi đừng có té nha. Yeah, thế là mình được hạng một rồi mọi người. Đấy, ban của tôi đây các bạn. Mình được hạng một nha các bạn. Và mình hạng một thì hiện tại bây giờ mình có những hành động thả tim rồi le lưỡi kia kia rồi icon khá là vui bạn. Yeah, chào mọi người nha. Thì mọi người nãy giờ mọi người xem clip như thế nào rồi? Thấy giải trí thôi chứ không có thiệt đâu nha. Nói chung là game nó cũng công bằng thôi nha các bạn. Ok. Thì mọi người nãy giờ mọi người thấy clip như nào, mọi người đừng quên bình luận phía dưới cho mình nha, để mình xem kết quả của mọi người khi xem full, xem hết tới đoạn này luôn. Các bạn làm xem tới đoạn này cũng khá là có bạn ấy có cảm xúc ấy. Ok thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Nếu các bạn lần đầu tiên đến với kênh thì đừng quên lại cho mình một đăng ký kênh nha mọi người ơi. Thì còn bây giờ thì ban tôi bye bye mọi người đây. Yeah.